Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 22 giờ 55 phút ngày 28 tháng 8 năm 2023. Video này mình thực hiện test một chiếc loa Sony 710SC, loa bên phải, đây là bụi. Trước khi gửi đi thì sẽ lau nhá, sẽ vệ sinh. Đấy. Khóa này vẫn còn này. Đấy. Thùng đẹp nhá. Thùng đẹp. Đây. Đấy. Dây đã thay dây mới rồi, cái dây cũ, dây zin nên là chuột nó gặm nó nham nham nhờ nhở ấy. Đây là phải thay cái dây mới ở đây rồi. Đấy. Cái lưới này người thợ trước người ta sơn lại, người ta sơn rồi. Mình nhìn thấy nó vẫn vẫn còn đẹp thế này, thôi kệ đó. Đấy. Loa thì đã có một video coi như là soi nội thất, đã ký tên vào rồi, loa zin thật chứ không phải loa zin là lời nói nhá. Chiếc loa này mình phục vụ một người anh em ở miền Tây, ngài đã Trần Văn Chốt, xin thưa với lại các thượng đế, bây giờ mình thực hiện test hoạt động, mai bọc ni lông đóng vào thùng xốp để gửi cho ngài. Mình dùng cái thằng cu này, là Sony 1065 để lấy tín hiệu ra phát vào đây nhá. Giả lựa chọn đề tài. Ui giời, loa mà còn zin thật thì nó chưa làm ai thất vọng bao giờ cả. Chứ còn loa zin ở lời nói thì nhiều khi còn chưa được ưng cái bụng. Loa zin thật mẹ, loa của lão nông Chi Điền cung cấp nữa, ký tên vào rồi, khỏi phải bàn. Để tiếng động nào thêm nhức nhối vết thương anh. Đứng bên giường nghe hơi thở êm, anh đang thiếp đi vì vết thương quá nặng. Viên đạn đã xuyên qua cột sống làm cho anh bị liệt nửa thân người. Da anh vàng và tái nhợt cả đôi môi. Bộ quân phục bạc màu đã bao lần nhuộm máu. Qua bão táp 10 năm trong cuộc đời chiến đấu vẫn vững vàng.
rực rỡ khắp công viên với điệu múa rong vong chứa tình tươi đẹp và hồn nhiên. Họ đàn hát vui cười chơi suốt sáng. Trong ngày hội hôm nay tôi thấy như chuyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau. Nghe sướng lắm. Để tâm tư những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm. VOV2 từng trang của Zin thật nó khác. Thôi xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. 谢谢